dội tin căn cứ Belarus bị tập kích, máy bay quân sự Nga phát nổ. Lực lượng đối lập ở Belarus cho biết đã tập kích bằng máy bay không người lái vào một căn cứ không quân của Belarus, khiến một máy bay cảnh báo sớm của Nga đồn trú tại đây bị phá hủy. Reuters đưa tin, ông Franak Viakuka, cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Belarus đang lưu vong Servi Atlana ngày 26 tháng 2 viết trên Twitter, các phe phải xác nhận đã thực hiện một chiến dịch thành công nhằm cho nổ một máy bay hiếm của Nga tại căn cứ không quân Machulisi gần Minsk. Ông này cũng cho biết thêm, cuộc tập kích bằng máy bay không người lái do hai nhân vật đối lập ở Belarus thực hiện và những người này đã rời khỏi Belarus an toàn. Thông tin hiện chưa được kiểm chứng, phía Nga và Belarus chưa đưa ra bình luận. Tuy không rõ bản chất của vụ nổ, song người dân nhận thấy sau đó nhiều binh sĩ và cảnh sát có mặt tại hiện trường và yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tất cả ô tô di chuyển qua khu vực gần căn cứ. Machulisi ở Belarus là căn cứ có các máy bay Nga đồn trú, trong đó có máy bay mang tên lửa Khinzan máy bay báo sớm BRF A-50. Ông Via cả không nêu rõ loại máy bay nào của Nga bị phá hủy sau vụ tấn công. Xong, theo các phương tiện truyền thông thân cận với phe đối lập Belarus, đây là máy bay cảnh báo sớm A-50. BRF A-50 có khả năng kiểm soát, điều hành trên không, theo dõi cùng lúc 60 mục tiêu. Theo lực lượng đối lập, máy bay A-50 của Nga bị phá hủy phần trước, phần giữa và radar sau hai vụ nổ. Belarus không tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine những hai nước này đã lập một lực lượng hiệp đồng ở Belarus để tiến hành các cuộc tập trận chung. Moscow và triển khai một số máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm đến Belarus. Kiev cáo buộc Belarus cho Nga sử dụng căn cứ để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine cũng lo ngại Belarus cuối cùng sẽ tham gia vào chiến dịch của Nga. Tổng thống Alexander Lukashenko tuyên bố không để phương Tây lôi kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine. Song Belarus sẵn sàng chiến đấu cùng Nga nếu bị tấn công từ lãnh thổ Ukraine. Trong tháng này, ông đã chỉ thị lập một lực lượng tinh nguyện phòng vệ lãnh thổ gồm 1,5 triệu thành viên. Lực lượng này sẽ chỉ chiến đấu nếu Belarus bị tấn công. Cơ cấu của các tổ chức này không phải quân đội, sẽ gồm khoảng 1,5 triệu người trong trường hợp ban bố thiết quân luật hoặc chuyển nền kinh tế sang tình trạng thời chiến. Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Vofovich cho hay, Belarus có khoảng 9,3 triệu dân, quân đội chính quy của họ có khoảng 48.000 binh sĩ và 12.000 lính biên phòng. Mặc dù Nga được cho là đưa thêm một binh sĩ và trang thiết bị quân sự đến Belarus, song giới tình báo phương Tây đánh giá, xác suất Moscow mở đợt tiến công mới vào Kiev của Ukraine từ ngã Belarus hiện rất thấp vì quân số mỏng. Tình báo Anh, lữ đoàn bộ binh hải quân Nga gặp tổn thức không thể bù đắp. Giới chức tình báo quân sự Anh nhận định một lữ đoàn hải quân đến bộ của Nga đã gặp thương vong rất lớn tại Donetsk. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine hôm 26 tháng 2, cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 của quân đội Nga đã gặp phải thiệt hại rất lớn và không thể bù đắp tại mặt trận Donetsk ở miền đông Ukraine. Theo các thông tin tình báo thu thập được, lữ đoàn trên đã mất hàng ngàn binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và xe quân sự trong những nỗ lực tấn công bất thành vào các phòng tuyến của Ukraine tại Florida. Nguồn tin tình báo trên nhận định, lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 của Nga đã mất từ 150 đến 300 binh sĩ mỗi ngày và đã phải tái tổ chức và bổ sung lực lượng tới 3 lần. Theo ước tính, khoảng 5.000 binh sĩ thuộc lữ đoàn này đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Nguyên nhân của con số thương vong vô cùng lớn trên là do quân đội Nga đã bổ sung cho lũ đoàn này những tân binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Phía Ukraine cho rằng bên cạnh chiến thuật hợp lý sẽ là của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 khi di chuyển theo đội hình với khoảng cách rất sát nhau, cũng khiến cho các đoàn tấn công của Kiev trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra đơn vị này, nhiều khả năng đã chủ quan khi để lọt các thông tin nhạy cảm về cách bố trí đội hình tiến công vào tay quân đội Ukraine. Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Nga. Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ, các đơn vị của lữ đoàn này đã được giao những nhiệm vụ tác chiến khó khăn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Các binh sĩ của lực lượng này cũng thường xuyên được điều động để chi diện cho những mặt trận nóng bỏng tại miền đông và miền nam Ukraine. Giới chức tình báo quốc phòng Anh cho rằng quân đội Nga đang chuẩn bị lực lượng nhằm tiến hành một cuộc tấn công mới vào Volodya, bất chấp những nỗ lực không thành trong thời gian gần đây. Hôm 24 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc trọng pháo của quân đội Nga đã liên tục tiến hành những trận tập kích dữ dội nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine tại Florida. Thượng tướng Rustam Muradov, chỉ huy lực lượng Nga tại mặt trận này đã ra lệnh cho các đơn vị tác chiến gia tăng áp lực để nhanh chóng xuyên phá được tuyến phòng thủ dày đặc của Kiev. Tuy nhiên, theo giới chức tình báo Anh, mục tiêu trên của phía Nga sẽ không dễ dàng khi quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững được vị trí tại Volodya. Lực lượng phòng thủ tại đây hiện vẫn có thể tiếp cận những tuyến đường tiếp tế từ bên ngoài, qua đó duy trì được năng lực tác chiến nhằm chống lại các đợt tập kích của Nga. Ukraine gai mìn dựng công sự dọc biên giới với Nga và Belarus Biên phòng Ukraine cho biết những biện pháp đề phòng đã được lực lượng này tích cực chuẩn bị dọc biên giới với Nga và Belarus. Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, Quốc hội nước này hôm 24 tháng 2 đã thông qua một dự luật bổ sung nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ các phần biên giới giáp Nga và Belarus của Ukraine. Theo dự luật trên, lực lượng biên phòng Ukraine phối hợp cùng vệ binh quốc gia và cảnh sát sẽ phải tăng cường các biện pháp phòng vệ lãnh thổ. Những chiến hào công sự và bãi mìn mới sẽ được khẩn trương dựng lên trong thời gian tới. Hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới cũng được tích cực tiến hành. Chúng tôi sẽ gài mìn dọc theo đường biên giới với các quốc gia không thân thiện, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết. Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã liên tục tiến hành gia cố các tuyến phòng thủ tại các khu vực biên giới trọng yếu trên đất liền và trên biển. Vào giữa tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khẳng định quân đội nước này đã xây dựng một tuyến phòng thủ với nhiều công sự và hàng rào chống tăng tại các bãi biển tại thành phố cảng Odessa. Bên cạnh đó, nhiều khí chứa uy lực lớn cũng đã được Kiev ép điều động đến gia cố cho tuyến phòng thủ tại hải cảng quan trọng bậc nhất này. Đáp lại, Nga cũng tiến hành những biện pháp gia cố phòng thủ tại đường biên giới giáp với Ukraine. Theo thông báo được đăng tải trên trang Telegram cá nhân hồi tháng 12 năm ngoái, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc dùng Bengorod của Nga đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về tuyến phòng thủ được xây dựng dọc theo biên giới Ukraine tại vùng này. Theo ông Klatkov, mục đích của tuyến phòng thủ này là nhằm ngăn chặn xung đột tại Ukraine có thể vượt qua phía bên kia biên giới, bao gồm nhiều chiến hào, ủ chiến đấu, hàng rào dây thép gai và chứng ngại vật chống tăng. Phòng tuyến này được đánh giá là hiệu quả trong việc ngăn chặn xe tăng, xe bọc thép và bộ binh của đối phương. Ngày 24 tháng 2, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo những tính toán ban đầu của quân đội Nga, cuộc xung đột nga ukraine có thể kéo dài khoảng 100 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, trong một năm đã trôi qua, cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện tại, thế trận dần co vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Ukraine. Nhiều chuyên gia quân sự cũng không loại trừ khả năng xung đột có thể lan sang lãnh thổ Nga sau khi Ukraine nhận được nhiều khí tài tấn công tầm xa hiện đại từ phương Tây. Chỉ quy lực lượng bộ binh Ukraine đến chảo lửa Bamut Tướng Oleksandr chỉ quy lực lượng bộ binh Ukraine đã đến Bamut, miền đông Ukraine để kết lệ tinh thần binh sĩ và thảo luận với các đơn vị về chiến lược bảo vệ thành phố này và làng mạc xung quanh. Ông đã nghe các chỉ quy đơn vị thông báo về các vấn đề khẩn cấp hỗ trợ họ xây dựng phương án xử lý cũng như kết lệ tinh thần binh sĩ. Lực lượng bộ binh Ukraine cho biết trên Telegram hôm 26 tháng 2. Vị chỉ quy 57 tuổi này là một trong những vị chỉ quy giàu kinh nghiệm nhất trong quân đội Ukraine. Ông Shersky đã lãnh đạo lực lượng Ukraine đẩy lùi đà tiến quân của Nga khi lực lượng này tiến vào Kiev ngay từ đầu cuộc xung đột và trong chiến dịch phản công ở khu vực Kharkiv hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện nay, ông đang được giao trách nhiệm bảo vệ Bamut và khẳng định lực lượng Ukraine sẽ giữ dựng thành trì này. Hệ thống phòng thủ nhân tạo kết hợp với cảnh quan đồi núi tự nhiên đã thực sự biến Bamut trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, ông Shersky nói hồi đầu tháng. Trong nhiều tháng qua, thành phố Bamut đã chứng kiến các cuộc tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Khu vực này được coi là đầu mối giao thông quan trọng, tiếp tế cho lực lượng của Kiev tại vùng Donbass. Giành quyền kiểm soát Bamut là bàn đạp cho phép Nga tấn công các thành phố quan trọng khác ở vùng Donetsk. Gần đây, Nga đã đạt được một số tiến bộ trong nỗ lực bao giờ Bamut, nơi chỉ còn khoảng 5.000 trong tổng số 70.000 cư dân sinh sống. Cuối tuần qua, nhóm quân sự tư nhân Wagner Group của Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Yahidne và làng Berkivka ở Pamuk. Tuy nhiên, sau đó, các lực lượng Ukraine đã mở một số cuộc phản công và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Yahidne. Hôm 26 tháng 2, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin các lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một con đập ở phía bắc Pamuk. Các nhà phân tích quân sự nhận định các cuộc phản công của Ukraine vào cuối tuần ở phía bắc Bamut đã giúp ổn định mặt trận ở khu vực này, nhưng Moscow đã liên tục điều quân và vũ khí mới đến đây. Một số chuyên gia quân sự dự đoán rằng các lực lượng Ukraine sẽ nỗ lực tối đa trong những ngày tới để bảo vệ Bamut, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh tiêu hao đậm máu nhất trong những tháng gần đây. Trong khi đó, Nga sẽ coi kiểm soát Bamut là ưu tiên trong chiến lược giành được khu vực công nghiệp Donbass phía đông Ukraine trong bối cảnh xung đột đã kéo dài một năm. Nga có thể bắt đầu tấn công từ ba phía từ ngày 27 tháng 2. Ukraine đang nỗ lực tối đa để giữ ba mút. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr nhận định trong một video trên mạng xã hội.